vừa xót xa. Những người nuôi cá trên sông Serebok như anh Hà vừa phải vội vàng vớt số cá nổi trắng mặt nước. Bởi nếu không kịp vớt, đàn cá ít ỏi còn đang bơi, khả năng cao cũng không sống nổi. Anh Hà có 29 lồng bè nuôi cá diêu hồng thương phẩm. Trong 4 ngày qua, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, cứ mỗi ngày, trang trại của anh chết hơn 1 tấn cá. Do thời tiết quá nóng, đo nhiệt độ lúc 13 giờ chiều hàng ngày là luôn luôn là 37 độ C. Cái thứ hai nữa là nước sông không chảy, cá nó bị thiếu oxy. Trên đoạn sông Serebok dài khoảng 5 km ở xã Eana, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk và xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, có gần 20 hộ gia đình và trang trại nuôi cá trên lồng bè. Từ ngày 4 tháng 5 đến nay, mỗi ngày khu vực này có hàng chục tấn cá chết. Mặc dù các chủ trang trại đang nỗ lực, tuy nhiên một lượng lớn cá chết vẫn trôi nổi trên sông Serebok vì vớt không kịp. Sau khi mà cá chết thế này thì cũng đã trực tiếp trao đổi với các cái hộ nuôi cá trên sông là khi mà cá chết thì là sẽ xử lý vớt và có thể lộ ủ các cái phân vi sinh hoặc là chôn vào cái gốc cây để tránh cái tình trạng gây ô nhiễm. Ngành chức năng huyện Krông Anna cũng đã thông báo kết quả quan trắc ở khu vực này. Nhiều chỉ số vượt quá ngưỡng cho phép như hàm lượng phốt phát vượt mức giới hạn cho phép 2,5 lần, sự tồn tại của tảo độc với mật độ cao báo hiệu vùng nuôi có nguy cơ không an toàn, dễ phát sinh bệnh trong quá trình nuôi. Vì vậy, cần di chuyển lồng bè ra khu vực có dòng nước lưu thông tốt hơn, nuôi mật độ vừa phải và thực hiện các biện pháp phòng bệnh, quản lý chất lượng nước để ngăn chặn khả năng phát sinh bệnh trên thủy sản nuôi trong thời gian tới. Đồng thời, cảnh báo trong những ngày tới, thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn, khắc nghiệt hơn.